Xin chào các bạn, hôm nay tiếp tục mình lên video cuối tuần nữa nha các bạn. Theo thường lệ thì kênh mình sẽ đăng vào cuối tuần thứ bảy và chủ nhật ha. Và thời gian đăng video là 6 giờ chiều. Anh em nào sưu tầm nho thân gỗ cây đẹp thì các bạn đăng ký kênh theo dõi mình nha. Hôm nay mình đăng video về những cái cây nho thân gỗ và một số cây giống ổi nha các bạn, ổi tím Malaysia. Thì hôm nay mình cũng có giới thiệu với các bạn rất là nhiều về cái loại ổi này ha. Đây, trước mắt mình là ổi tím Malaysia nha các bạn. Cây đang trái nha, cây đang trái, ổi tím. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu ổi tím trước nha các bạn. Còn nho thân gỗ thì để tí mình sẽ quay từng mã cho các bạn xem. Còn bên cạnh ổi tím thì nó có một cái loại nữa là ổi lê nha các bạn. Ổi lê, ổi lê thì các bạn cũng quen thuộc rồi. Nó cũng ở ngoài chợ cũng khá là nhiều người bán. Hiện tại thì cây đây là cây đang trái nha. Và mình nhập về loại cây đang trái sẵn cho các bạn về trồng có trái ăn luôn nha các bạn. Hoành thân thì cũng khá là to rồi. Và bên đây thì cái ổi tím này nó cũng đang ra trái. Và mình sẽ cắt thử cái trái ổi tím cho các bạn xem nha. Như cây này, cây này nó có một cái trái rất là to. Nó có hai trái lận nhưng mà nó đã rụng hết một trái rồi nè. Nó rụng hết trái rồi, đây là cái cuống, cái cuống trái rụng trước của nó nè. Đó, hai trái mình tính là trẻ trẻ cho các bạn xem mà nó rụng hết một trái rồi. Và mình cái trái đó mình cũng đã xẻ ăn rồi. Thì trái này bắt đầu mình xẻ trái này cho các bạn xem ha. Ở bên trong ruột nó như thế nào. Cái trái này thì cũng chưa phải là to lắm nha các bạn, cũng chưa phải tóm. Và cái trái này nó cũng là chín rồi nè, chín rồi, nó mềm rồi. Nhưng mà những cái loại ổi này các bạn phải bao bọc nha các bạn. Như thí dụ như là nó ra cỡ này thì các bạn bao bọc ni lông được rồi, để nó rất là dễ bị dòi ăn và là sâu ăn các bạn. Nhưng những cái cây này nó đã có trái hết rồi nè các bạn. Này, trái ổi tím nè, to bằng cái lòng bàn tay mình ha. Và giờ mình chẻ ra thử nha các bạn. Như cái trái này nó cũng đã bị hư rồi nè. Nè, nó cũng đã bị hư rồi, nhưng mà mình chẻ ra coi bên trong nó như thế nào ha. Đây mình chẻ cái trái này ra thử nha các bạn. Nè, nó bị hư nè. Cái do là mình không có bao bọc mi lông cho nó là nó sẽ bị mấy con dòi ăn, bị mấy con ruồi vàng nó chích. Nhưng mà ổi tím thì bên trong nó sẽ màu tím giống như vậy các bạn. Đó, màu tím từ ở trong ruột ra luôn á. Và nó có một cái mùi rất là thơm nha các bạn. Mùi rất là thơm. Trái này thì nó đã hư muốn gần hết trái rồi, cho nên mình không thể ăn được nha các bạn. Nhưng mà nó không hư thì mình ăn test cho các bạn xem nè. Cái bên này nó không bị hư nè, thấy nè. Nó ít hạt, nó rất là ít hạt nha các bạn. Và cái mùi thì rất là thơm, mình thử thì cái mùi rất là thơm luôn. Bên này nó cũng không có bị nè. Đó. Cho nên ổi các bạn nè, ở bên trong nó có hạt các bạn. Ở tuốt bên trong hạt nó có nhưng mà nó ít ha. Nên mình để cái trái sống cho các bạn. Cái trái này thì nó chưa có chín lắm nè các bạn, chưa chín lắm, nó còn hơi cứng nha. Thì mấy cái trái cứng này nó không có bị dòi nè. Ra màu tím là giống như cái củ dền vậy. Ha, màu tím giống như củ dền vậy đó. Mình ăn thử các bạn thì nó, nếu mà nó còn sống chắc nó hơi chát. Để gọt vỏ nha. Thì mình cũng đang săn những cái cây to cỡ bắp tay vậy đó, để cho anh em mà săn cây to người ta chơi. Nhưng mà không có cây to các bạn, có cây cỡ này thôi. Mà cây cỡ này thì nó cũng đã ra trái rồi. Đây là cái miếng ổi nè, mình đã gọt sẵn rồi. Ngon chứ, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Tuy là nó còn sống nhưng mà nó vẫn có hậu chua chua ngọt ngọt ngon các bạn. Nó không có bị chát ha. Nè, cái hạt bên trong nè, có vài hạt thôi. Ngon chứ. Để mình gọt miếng này để mình cho một cameraman ăn thử coi như thế nào các bạn. Nó không có hậu chát nha. Nó tuy nó còn sống nhưng mà nó không có hậu chát. Ăn thử coi. Hay sao? Nó ngọt hơn ổi mình. Ngọt hơn mình ha. Thơm hơn. Nó có cái mùi thơm, khi mà chín nó có mùi thơm nha các bạn. Ăn nó thơm thơm thơm. Tại cái trái này nó chưa chín hun nè. Nếu mà chín hun thì nó sẽ ngon hơn á. Rồi. Thì cái cảm nhận của cái trái ổi tím á thì nó rất là ngon hơn cái ổi thường của mình nha các bạn. Có nhiều anh em ăn thì nó ăn nó bình thường. Thì tùy cái cảm nhận của mọi người, cảm nhận riêng của mình thì mình thấy nó ngon hơn cái ổi thường đó. Như vậy là đã ok rồi.
Và khi mà các bạn ra trái, các bạn nhớ bọc ni lông lại nha, tại nó rất là dễ bị dòi ăn. Ổi nào cũng như vậy, ổi nào người ta cũng phải bọc ni lông. Ví dụ khi mà trái nó ra cỡ nở này là ta phải bọc ni lông nè, để khi thu hoạch nó không bị hư. Đó, ổi lê thì giao lưu với các bạn là 150 một cây nha các bạn. Cây như cỡ này là đã ra trái rồi nha. Nè, nhánh nào không ra trái, ổi lê thì nó rất là dễ ra trái. Nhưng những cái tược này là nó đã đâm đò chò trái nè các bạn ha. Đó. Còn khi nào mà nó chưa ra trái thì các bạn có thể xử lý trái bằng cách là các bạn ngắt nách lá nha các bạn, ngắt nách lá nha. Ví dụ các bạn điếm nách lá, cái nách lá cuối cùng. Các bạn điếm 1 2 3 ha, 3 lá rồi tới cái nách lá kế bên trên đây thì các bạn sẽ ngắt cái đọt ha. Ngắt cái bấm đọt đây là nó sẽ ra bông nha các bạn. Nó cũng ra bông tự nhiên luôn, nhưng mà nếu các bạn muốn nhanh bông thì các bạn sẽ bấm đọt thì nó sẽ nhanh bông hơn. Đó, cây bay lớn như là 150 cây. Đã bao ship rồi nha bạn. Thì do là bao ship thì nó lên 150 cây nha các bạn, bao ship. Cây cũng khá to ha, cây cũng tầm khoảng chừng gần bằng hai ngón tay của mình. Cây thoát thân lùn, cũng có tàn nhánh khá nhiều. Cây này cũng có một cái dáng cũng hơi đẹp đẹp nè. Đó. Anh em nào lên chậu chơi kiển cũng vẫn ra trái bình thường ha. Trồng dưới đất hay trồng trên chậu vẫn ra trái bình thường. Cây rất là khỏe luôn. Ổi lê thì khỏi cần nói rồi, rất là dễ chăm sóc. Ổi tím cũng vậy luôn, cũng dễ chăm sóc, cũng dễ ra trái luôn. Đó. Nhưng mà trái phải bao bọc lại. Như cây này cũng đang có trái nơi nè bạn. Nói chung mấy cây này là đã ra trái hết rồi. Đây, trái non của nó nè. Đó, các bạn bao bọc lại. Thì cái ổi tím này thì nó là xuất xứ từ Malaysia các bạn. Người ta hay gọi ổi tím Malaysia đó. Cây bên đây thì nó cũng ra trái nè. Ổi tím thì 160.000 một cây, 160 mình bao ship ha. Ổi tím thì nó mắc hơn cái ổi lê một tí, cho nên cái ổi tím thì cái thân của nó nhỏ hơn ổi lê nha các bạn. Cho nên anh em lưu ý chỗ đó nha. Và cái giá tiền nó cao hơn, 160 một cây. Cây đã ra trái rồi nha các bạn. Mấy cây này là đã ra trái rồi. Rồi bây giờ mình quay lại nho thân gỗ nha các bạn. Quay lại nho thân gỗ. Thì hôm nay thì mình soạn ra ít mã nho thân gỗ nha các bạn. Tại giờ nó đang qua đợt trái của nó, cho nên ít cây đang trái, cho nên mình soạn ra ít. Cái quay lại cái cây 1B ban đầu ha. 1B là cây tứ quý nha các bạn. Cây tứ quý lô 1,2 triệu bao ship. Lô này thì đang ra trái rất nhiều nè. Tứ quý trái tím đen nha các bạn. Ăn hậu ngọt thanh. Bỏ vỏ ăn hậu ngọt thanh. Cây này thì cái chiều cao của nó là cao tới 1,5 m nha các bạn, 1,5 m hơn. Cao qua đầu mình. Hoành thân. Cây này thì khó thoát thân lên. Tầm khoảng chừng 10 cm đổ lại nha. Cây này thì dáng cao. Cành nhánh thì ok đẹp. Thì hôm thứ bảy hôm qua đó mình có đăng một cái lô nằm giường đó, lô dạt, lô cây không đẹp thì cũng có nhiều anh em cũng có chốt hết rồi. Đó. Bây giờ thì cái lô này là lô chỉnh chu hơn, lô này lại cành nhánh, cây khỏe và hoành tráng hơn nha các bạn. Đó. Thì cái lô đó là cái lô đặc biệt, lâu lắm rồi mình mới đăng lại một cái lô giảm giá cho các bạn, lý do là nó nằm giường khá là lâu. Cái này là tứ quý, mã 1B, lô 1,2 triệu bao xiết nha các bạn. Bên đây là 12 vụ, mã 3B. Mã 3B, 12 vụ, cũng là lô 1,2 triệu bao xiết. Hai cây thì cái chiều cao nó cũng ngang ngửa nha các bạn. Ngang ngửa nha, 1,5 m hơn. Mình quay kỹ cho các bạn xem. Thường thường những cái video của mình nó quay rất là kỹ, cho nên nó hơi lâu, nó hơi dài một tí. Đó, để cho các anh em xem dáng cây rồi nó rõ ha. Và mình lên mã số để mục đích là cho anh em chọn cho nó dễ, đúng cây mình ưng ý ha, về trồng thì sau này thì nó sẽ ưng hơn là những cái cây mà mình bóc đại ha. Ví dụ như vừa ý mình nhưng mà không vừa ý với các bạn. Giống như cái lô hôm qua mình đăng cái lô đồng giá 800 á, nằm giường á, thì những cái lô đó, những cái cây đó là mình không có ưng ý, cho nên mình để nó nằm qua một cái lô dạt. Nhưng mà có rất nhiều anh em đặt rất là nhiều, chốt mã rất là nhiều, thì mình không ưng ý nhưng mà ưng ý các bạn đó. Bởi vì nhiều khi mình nói thí dụ như người này không thích nhưng mà người kia thích đó, cái dáng đó không ưng với người này nhưng mà ưng với người khác. Do cây cảnh thì nó rất là nhiều dáng, nó không có giống dáng nào hết. Quan trọng là anh em nhìn như thế nào và khai thác nó như thế nào. Cây này rất là ok nè, cây này cành nhánh đều nè,
Đó, cái lô đẹp, cái lô chỉnh chu nó khác ha các bạn. Lô chỉnh chu nó khác ha. Có ghế nổi đàng hoàng các thứ. Ghế nổi này các bạn mà nếu mà các bạn muốn biết cách chơi, các bạn tỉa mấy ghế cám này xong các bạn nuôi nó lại, hoặc là các bạn đôn nó nổi lên giống như nè, lúc mà trồng thì mình sẽ trồng nổi lên giống như vậy. Đó là nữa sau này nó sẽ mọc mọc bông đây nè, nó ra trái đây luôn ha. Nó đâm bông và nó ra trái ngay rễ luôn nha các bạn. Thoát thân cây này thì nó rất là thấp nè. Thoát thân nó tầm khoảng chừng 3 đến 4 cm thôi, 3 đến 4 cm đâu lại. Đó, rất là thấp luôn. Cành nhánh này sở dĩ mình không có tỉa mấy cái này để cho anh em về anh em tự tỉa nha. Nhiều khi tỉa mấy cái cành đó không có vừa ý các bạn ha. Mình chỉ tỉa những cái cành ở giữa giữa này nè, để cho nó chống cây, để cho ánh nắng chiếu vô và nó ra trái dễ thôi. Nho gỗ thì các bạn nên tỉa thường xuyên nha, cách khoảng chừng 1-2 tuần, 1 tháng gì đó là các bạn ra các bạn tỉa sư xương cho nó, hoặc lặt lá những cái nách lá như thế này ha, lặt cho nó chống chống để nó nuôi bông, có ánh nắng chiếu vô nuôi bông dễ nha các bạn. Đó, nó là vậy. Chăm sóc cái ngon gỗ là mình phải chăm sóc thường nha các bạn, còn mình bỏ phế nó thì nó rất là cằn cỗi ha, xấu. Cây này 12 vụ nha các bạn. Rồi tiếp tục mình tới cái mã này. Mã này là mã 13A, mã 13A, lô 12 vụ. Lô này là lô 1 triệu mốt nha, lô bé hơn một tí và non cây hơn tí. Lô 1 triệu mốt. Nè các bạn thấy 12 vụ trái đỏ đẹp không? Cái màu nó đỏ rất là tươi nha. 12 vụ đặc biệt nó đỏ rất là tươi. Còn tứ quý á là nó đỏ, nó có màu tím sậm hơn. Đó, thì vậy đây là cái tứ quý nè. Mình quay cho những anh em nào mà mới biết gì nho thân gỗ để người ta phân biệt nha. Còn những anh em nào mà đã mua rồi á, thì cái này quá gành này ha. Đó, cho nên nhiều người anh em mà mới chơi nho thân gỗ hay hỏi mình là 12 vụ với tứ quý nó khác nhau điểm nào. Nói chung là câu hỏi đó là câu hỏi thường gặp nhất khi mà người ta mua nho. Đó, cho nên video nào mình cũng sẽ nói về cái đặc điểm khác nhau giữa nho tứ quý và nho 12 vụ cho những anh em mới chơi biết ha. Cây này dáng cũng khá ok các bạn. Cây này đẹp nè. Một cốt lên hai nhánh. Dáng cơ bản chuẩn đẹp nha. Lên đây nó phân tàn đều đẹp ha. Đó. Khúc dưới thì chống mình khỏi ăn tỉa. Lên nó phân tàn. À, lô này lô 1 triệu mốt nha các bạn. 12 vụ. Thì cây 12 vụ trái nó sẽ sai hơn là tứ quý nha các bạn. Anh em nào mới chơi nho gỗ thì nên chọn 12 vụ dễ chăm sóc hơn. Như là lá nè, cành nhánh, thân thì nó cũng sẽ mượt hơn là tứ quý. Rồi tiếp tục bên đây là có hai cây lô sinh viên, lô 450. Và đặc biệt hai cây này đang ra hoa cho nên mình lem ra mình quay trước nha. Còn cái lô sinh viên này mình cũng còn nhiều ha. Chứ không phải là còn hai cây. Có nhiều anh em nói sao mà lên mã ít vậy. Thì lý do là mình lựa những cây nào đang ra trái và ra trái trước thì mình sẽ quay trước. À, có nhiều khi một tuần này nó ra ít thì mình sẽ quay ít mã. À, với lại mà một clip mà mình quay tầm 10-15 mã đổ lại thôi. Để cho anh em dễ lựa, không bị gói nha. Cây này đang hoa nè các bạn, đang bói hoa nè. Thường thường là nó bói hoa là sẽ đậu quả nha. Nhưng mà những cây nhỏ thì mình nên bỏ bông đi. À, ví dụ nó bói hoa các bạn lặt bông bỏ. Để là những cái hoa sau ha, cho nó khỏe cây. Cây này thì nó có một cái thoát thân thẳng, cực kỳ thẳng luôn, thẳng băng luôn. À, ít nhánh ha, ít nhánh nó tàn. Nói chung cây nhỏ thì mình không có yêu cầu gì cao cho nó ha. Nó chỉ chủ yếu là có tàn, có nhánh là được rồi. Chứ còn mà dáng đẹp, dáng quái, dáng lắc thì nó mấy cây nhỏ này nó không có ha các bạn. Giống như cây này thì nó được cây là cành nhánh nhiều ha. Đa phần là nó thẳng băng lên vậy đó. Cây này thì được cái là cành nhánh nhiều nè. Đó, chơi bonsai được nè. Cây này thì cũng đang ra hoa nè các bạn. Cây nhỏ thì nó ít cây đẹp lắm. Đang bói hoa nè ha. Thì cũng có một số khách đã mua cái lô 450 này về và nó đã ra trái rất là nhiều. Đó, mình có để cái video, cái hình ảnh trên cái video cho các bạn xem. Đó là hình ảnh thực tế của những cái khách hàng bên mình đã mua những cái lô sinh viên, lô 350, lô 450 và nó đã ra trái đó. Đó. Rồi người ta chụp hình gửi lại mình là mình có up lên Zalo đó anh em nào. Nói chung là rảnh thì lên Zalo mình coi. Mình có up những cái feedback, những cái phản hồi của khách hàng. Những cây mà khách hàng đã mua về trồng một thời gian ra trái rồi người ta gửi lại mình. Thì mình có đăng lên cho anh em xem để có cái động lực cho anh em mua về trồng ha.
cây này thì nó cũng là lô 450 và cành nhánh cũng khá đẹp nè, nhưng mà nó chưa có ra hoa. Mình đem mình để đây để mình quay cho anh em xem, thì anh em nào thích dáng này thì liên hệ mình ha. Nhưng mà nó chưa có ra hoa nha, nó cũng cùng lô với hai cây bên đây mà nó chưa ra hoa thôi nè. Hai cành nhánh cũng khá ok nữa các bạn. Lô 450 thì nó ít có những cái cây dáng giống vậy ha, đa phần là nó thẳng xuông được giống như cây này. Rồi bây giờ mình qua tới bên lô bên đây nha. Lô bên đây thì mình quay cho các bạn thêm một cái lô sinh viên nữa, thì lô này cũng là mới về và cành nhánh cũng khá là đều nè. Lô này đặc biệt cái là tàn nhiều, nhiều cây có nhiều tàn đẹp lắm các bạn. Đây là cái lô tứ quý, lô 500 nha, tứ quý lô 500. Và những cái lô này nó cũng đã có một cái đợt trái ra rồi hết rồi. Cái này là nó có đợt trái rồi, có nghĩa là nó bói qua rồi và nó đậu một đợt trái rồi. Hiện tại thì nó đang bói qua lại. Lý do là nó mới bói qua lại thì do là nó mới về hàng cách đây như cũng cực 3-4 tuần hơn rồi. Đó, cho nên mới bói qua lại thôi nè. Và cái đợt qua này là đợt qua kế tiếp của nó, cho nên đợt qua này nó sẽ đậu trái ha các bạn. Nó sẽ đậu trái. Cây này là tứ quý nha các bạn, lô 500 nha, bao ship. Và những cái lô này là mình có tặng kèm sản phẩm là cây giống nhỏ cho các bạn hết nha. Cây này các bạn thấy không, thoát thân lên và nhánh nè, bung ra tàn đều nè, đẹp ha. Nói chung lô sau này, lô sinh viên sau này đẹp nè. Còn lô trước, cái lô sinh viên trước cây nó thẳng băng rồi, nó cao nè các bạn thấy không, 3 tầng hơn nó ra từ cái là đẹp ha. Cây tán tròn thoát thân và cái chiều cao của nó là tầm khoảng chừng 1m thôi các bạn, 1m đổ lại thôi. Có cây thì nó dương lên 1m1, có cây thì 1m đổ lại, có cây 70-80cm cũng có. Thoát thân lên hai nhánh, cây này đẹp ha. Đang bói qua mã 16A. Tiếp tục là mã 10B, mã 10B cũng là tứ quý, lô 500 luôn nha các bạn. Cây này thì nó cũng tựa cây bên đây. Cũng có thoát thân lên và nhiều nhánh, rất là đẹp. Cây thì cũng đang bói qua luôn các bạn, bói qua. Cây này thì nó bói qua nhiều nè, một bông nè, hai bông, ba bông nè. Này bên đây thì một bông là bốn bông. Trên này nữa nè, năm bông. Quá trời. Cây nhỏ mà nó bói bông như vậy là đã gọi là nhiều rồi ha các bạn. Nhiều khi mình nói bói bông nhiều các bạn thấy có một hai bông mà sao lại gọi là nhiều. Lý do là nó là cây nhỏ. Cây nhỏ như vậy là đã nhiều rồi. Chứ cây nhỏ mà các bạn kêu nó đậu nhiều bông, nhiều trái thì không được ha. Nó tầm khoảng chừng 10 bông đổ lại là đã là nhiều lắm rồi đó. Và cây này chiều cao của nó cũng tầm 1m ha, 1m đổ lại. Đang ra từ rất là đẹp. Lô này tàn đẹp. Lá thì rất là mượt, không có bị cháy lá. Thường thường nho thân gỗ nó hay bị cháy lá lắm các bạn trồng nho thân gỗ thì các bạn cứ để ý đi ha. Nó hay bị cháy lá, nhưng mà cái trường hợp cháy lá nhẹ thì nó không có ảnh hưởng gì cây hết. Nó chỉ làm cho cái cây mình nó xấu thôi chứ nó không ảnh hưởng gì cháy và nó cũng không ảnh hưởng chết cây luôn các bạn, cho các bạn yên tâm. Đây. Cây này là cái lô cây này là đặc biệt là có cây 12 vụ nha, lô 500 nè. Còn lại cây 12 vụ nè. Ha, hai cây kia là tứ quý nha, cây này 12 vụ nha các bạn. Và cây này cũng đang bói qua và đậu trái xanh nha các bạn, bói qua đậu trái xanh. Đó, cây này cũng là lô 500 nha. Mã 18A, mã 18A, lô 500. 12 vụ nha. Trong đây thì có một cây 12 vụ và hai cây tứ quý. Cây này thì cũng bói qua cũng nhiều nè. Cũng đâu đó cũng tầm khoảng 7-8 bông gì đó. Li ti cũng khá là nhiều nè. Thì đó 12 vụ thì nó bông nó sai hơn tứ quý. Đây là những cái đợt trái trước của nó nè, rụng nè. Cây này thì cái chiều cao nó cũng tương tự như cái cây bên kia, nó cao hơn một tí, tầm 1m1 ha. 12 vụ. Mã 18A nha các bạn, lô sinh viên. Rồi bên đây thì mình có một cái cây nho 12 vụ lô 1,1 triệu. Lô 1,1 triệu, đặc biệt cây này thì nó có một cái bộ đế phình to. Đó, để dành cho anh em nào mà thích chơi kiển nè, thích dáng quái nè thì lấy cây này ha, lên cái chậu. Lên cái chậu, đế này nó lạ, nó phình to. Phình to dưới khúc dưới và thoát thân rất là thẳng luôn, thoát thân cao thẳng. Cái này là tầm khoảng chừng 30cm các bạn.
gang tay mình là 22 nè, lên tới trên đây luôn. Cao lắm. Đang ra trái. Cây này thì nó ra mấy đợt trái, mấy đợt bông rồi. Cây này là mã 11A nha các bạn, mã 11A, 12 vụ nha, lô 1,1 triệu. Cây cao tầm 1m1 hơn. Được bộ đế phì. Bộ đế phình có thân thẳng lên hai nhánh. Rồi tiếp tục mình qua bên đây là cái mã 7A. Mã 7A là lô 12 vụ, lô 1,2 triệu nha các bạn. Lô 1,2 triệu cũng có đế bàn luôn, giống như cái cây hồi nãy ha. Nè các bạn, mình nói là cái rễ nổi nó sẽ ra bông nè các bạn. Nè các bạn thấy không, nó ra bông ha, ra bông và đậu trái ra luôn nè. Đó. Cái đây trái xanh nhỏ li ti của nó nè. Đó. Mình không dám đụng mạnh ha, đụng mạnh nó sẽ rụng. Đó. Sau này nó sẽ bự lắm các bạn. Nó to cũng như là mấy cái trái trên thân này luôn nha. Nó cũng nở to luôn. Rễ này thì rễ bàn. Đều nè, rễ này đều nè. Thoát thân ngắn nè các bạn, đưa lên hai nhánh ha. Thoát thân này là tầm khoảng chừng 4cm, 5cm và đưa lên hai nhánh. Dáng cũng khá ok, dáng đẹp nè. Sâu lông nè, con sâu lông nè. Đang trái. Và hoa li ti. Cây này thì nó ra rất là nhiều đợt trái rồi. Lô 11 triệu 2 là lô già cây. Thì ra nhiều đợt trái lắm rồi. Hiện tại đang qua đợt cho nên chỉ còn ít cây ra trái. Cây này thì chiều cao tầm 1m4, 1m5 đổ lại ha. Tàn nhánh thì khá ok rồi. Mã 7A nha các bạn, 12 vụ lô 1,2 triệu. Rồi tiếp tục còn hai mã cuối nha. Mã 3A là tứ quý lô 1 triệu nha các bạn. Mã 3A tứ quý lô 1 triệu. Cây đang trái nè. Tứ quý lô 1 triệu nha. Triệu bao xếp tứ quý mã 3A. Chiều cao thì tầm khoảng chừng 1m1 đô lại nha các bạn, 1m1 đô lại. Rồi tiếp tục là mã 5B nha các bạn, mã 5B cũng là lô 1 triệu tứ quý. Cây đang trái nha. Cây này thì ra trái cũng mấy đợt rồi. Chiều cao là cũng tầm 1m1 nha các bạn, 1m1. Chiều cao cũng tầm 1m1 đổ lại. Trên này cũng gà trái nè. Mã này là mã 5B nha các bạn, mã 5B. Rồi anh em chốt mã nào thì kết bạn Zalo với mình ha. Mình sẽ chụp hình gửi lại cho các bạn xem từng cây, từng mã. Để cho các bạn nhìn kỹ cái dáng lại ha. Là một số cây ổi tím và ổi lê ha. Ổi tím thì 160 bao ship, ổi lê thì 150 bao ship. Những cái cây này đều ra trái hết rồi nha các bạn. Ra trái hết rồi. Về các bạn lên mô trồng là nó sẽ ra trái thôi. Riêng ổi tím thì trái ăn ngon nha các bạn. Nãy đây mình cắt nè. Màu tím nè, từ tím từ trong ra ngoài luôn. Còn hai trái nè. Anh em nào lấy cây hai trái to này thì lấy ha. Mà vận chuyển đi mình nghĩ nó cũng sẽ rụng, nó rất là dễ rụng. Như cây này là nó bị không bao bọc, nó bị dòi ăn nè, nó dễ gục nè. Rồi mình chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn vào cái video của tuần sau ha. Thì cứ mỗi tuần mình sẽ lên video cho các bạn lựa chọn nhỏ mã nho thân gỗ và đăng thời gian qua đăng video là 6 giờ chiều nha các bạn. Rồi mình chào các bạn.